Rồi chào các bạn, hiện tại mình đang ở tại khu đô thị Hưng Phú, thành phố Bến Tre. Thì nơi đây công ty Louis có nhận thiết kế và thi công cải tạo một cái ngôi biệt thự theo phong cách tân cổ điển. Thì cái ngôi biệt thự này đang bước vào cái giai đoạn là thi công hoàn thiện rồi. Thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng ngôi biệt thự này ha. Rồi ở đây mình thấy có một cái công trình đang được thực hiện rất là lớn. Đây là cái trung tâm thể dục thể thao. Còn bên này sẽ là ngôi biệt thự mà công ty Louis đang thi công cải tạo. Đây, mình sẽ để cái hình ảnh cái ngôi biệt thự, hiện trạng ngôi biệt thự này trước khi cải tạo. Và hiện tại là đây là hình ảnh đang bước vào hoàn thiện. Nhân đây xin giới thiệu với các bạn luôn là cái căn biệt thự kế bên này cũng là do công ty Louis thiết kế và thi công. Hai căn kế nhau luôn, đều theo phong cách tân cổ điển, rất là sang trọng hả các bạn. Đây, như hai anh em. Rồi, căn biệt thự này thì có hai mặt tiền ha, quy mô là 1 trệt 2 lầu. Mình tới đây mình sẽ nhờ bạn Lâm. Bạn Lâm là quản lý công tác hoàn thiện ở dưới khu vực này để giới thiệu. Ok, đây là bạn Lâm, quản lý của công trình. Hello, xin chào các bạn. Ủa cái khu vực này là sảnh chính đúng không Lâm? Đúng rồi, như mọi người đang thấy thì hiện tại là mình đang ở sảnh chính của căn nhà. Căn biệt thự mà sửa Louis sẽ hoàn thiện. Bên trái là cái gì? Bên trái mình hiện tại ở đây là sẽ đặt một bộ sofa và phòng khách. Phòng khách đúng không? Đúng rồi. Phòng khách này mình cũng không có đi chỉ gì nhiều ha. Hiện tại là mình đã sơn lót lớp nhất và chỉ nhựa của mình sẽ tầm 1-2 hôm nó sẽ bắt đầu vào gắn. Này là dùng máy lạnh này hệ thống hay sao ta? Máy lạnh này 500. Đúng rồi. Ok, giờ trắng lên trắng đẹp rồi nè. Mình hiện tại là đang lớp lót lớp nhất thôi, còn màu thì mình sẽ lên chỉ nhựa. Ở sảnh này mình có trang trí gì không? Có cái bàn hả? Để hoa hoa đây. Bức cảnh là ở sảnh này là đón khách thôi. Ở góc góc của hai nó các bạn đang thấy là sẽ có một cái một bộ đàn giống như trong thiết kế của nhà sẽ mua đó. Đàn piano hả? Dạ đúng rồi. Ok. Còn cái bên này là phòng gì? Phòng bên đó là được thiết kế cho chủ nhà là như các bạn đang thấy trong phòng. Ở khu vực trang cảnh này là mình đang thấy là hiện tại là bên phần hồ là anh em đang cho đục ra để làm thêm hai cái cửa. Đây là phòng phòng bếp và sẽ đặt một cái bàn ăn như trong bàn ăn giải thiết kế. Các bạn thấy là cảnh này là cảnh bếp cho dành cho căn biệt thự này. Phòng ăn phòng bếp là khu vực này là kết hợp chung luôn. Đúng rồi. Rồi mình lia sơ một vòng ha. Đây là không gian kết hợp là phòng ăn sảnh chính và phòng khách ở tầng trệt. Ở dưới tầng này còn phòng nào đúng không Lâm? Ở đây sẽ có một thiết kế dành cho không gian riêng là phòng gia đình dành cho những người lớn tuổi là ba và mẹ của anh chủ nhà. Mình thấy trực tiếp từ camera là phòng đó sẽ là phòng ngủ dành cho hai người lớn tuổi. Mình sẽ ưu tiên những người lớn tuổi thường sẽ ở tầng trệt ở tất cả căn nhà. Ok. Bây giờ mình lên trên coi có gì cả. Ở đây là cầu thang vuông ha, không phải là dạng cầu thang tròn ha. Cầu thang này là tiết kiệm diện tích hơn đúng không? Cầu thang lát ốp lát đá hết rồi nè đúng không? Ok. Như các bạn đang thấy là giờ mình đang đứng ở đâu đây ta? Đứng ở sảnh của tầng 1 và sẽ được ốp đá sau khi hoàn thiện. Còn riêng tất cả các phòng ngủ của mình giống như trong phối cảnh là tất cả các phòng ngủ sẽ được ốp gỗ. Như phía bên lúc này mình đang đi vào phòng ngủ bé gái. Đây là phòng ngủ bé gái. Phòng ngủ bé gái là bây giờ hiện tại là mới là sơn lót thôi đúng không? Chưa có sơn sơn màu đúng không? Dạ đúng rồi. Tất cả hầu như các khâu là đang sơn lót tốt nhất để cho chỉ nhựa vào gắn.
Cái này tường là sơn hết chứ đâu có ốp hay gì nữa. Dạ không. Do chủ nhà không muốn sơn, không muốn dán, nên tất cả các phòng hầu như trong nhà này đều hoặc là sơn nước hết. Ồ. Ngoài này có cái ban công rất là, nhà này có hai mặt tiền nên được hai góc ban công luôn, nhìn ra được hai bên đường. Đó, có cái hệ cột rất là đẹp. Rồi mình đi qua phòng phòng đối diện là phòng phòng nào ta? Phòng đối diện hiện tại là mình đi vào là đây là phòng ngủ con trai của anh chủ nhà. À, sẽ có một ban công riêng, hai bé là hai phòng trên tầng này luôn. Ồ, ban công này thì lại không có cái view đẹp bằng phòng bé gái ha. Cái view bên này là bị che hết bởi căn biệt thự nè. Sau khi hoàn thiện thì ở đây sẽ là một cái giường ngủ. Và không gian này là sẽ có một cái tủ được bên nội thất bên Louis sẽ là chính là đơn vị thi công cho bên chủ nhà luôn. À, có ở đây chắc cũng được cái để tivi, kệ tivi gì chứ không? Dạ đúng rồi. À, mà hôm bữa là bên nội thất là báo là sao vậy? Bên nội thất báo xuống đo rồi báo là khi nào có? À, bên nội thất bên báo là sẽ sau khi phần sơn nước hoàn thiện lớp lót và phần sàn mình lót phần gỗ và đá xong đó, thì bên nội thất sẽ xuống để phối hợp làm cho nó kịp bàn giao trước Tết cho chủ nhà. Ok. Còn đây là phòng ngủ của chủ nhà, còn được gọi là phòng master. Ồ, phòng quá bự luôn. Không gian này là không gian riêng sẽ đặt giường ngủ cho hai anh chị chủ nhà. Tất cả các bạn sẽ được xem trong bản vẽ 3D của bên mình phối cảnh, là công ty mình sẽ thi công y trong phối cảnh để kết hợp làm hoàn thiện cho chủ nhà như những gì mà bên mình đã lên hình. Ồ, cái này là vị trí này là đặt giường ngủ đó đúng không? Dạ đúng rồi. Giường ngủ và có phòng thay đồ không ta? À, còn bên đây mới là phòng thay đồ. À, phòng thay đồ bên này. Ở đây sẽ có một cái tủ, không gian ở đây sẽ có một cái tủ dàn kết hợp đi dòng các góc bên đây. Ồ. Riêng ở chính giữa này sẽ có một cái bàn để mà đựng đồng hồ hoặc là những cái trang sức gì đó riêng cho chủ nhà. À, rồi đây phòng, là phòng tắm. Phòng tắm riêng của phòng ngủ master. Dạ đúng. À, bên đây thì mình sẽ làm một cái phòng tắm đứng. Gắn cửa kính riêng biệt. Kính cường lực đó đúng không? Toilet trong đây luôn. Còn ở đây là sẽ đặt một bồn tắm. Wow, bồn tắm này có cái view đẹp quá ha. Bồn tắm chắc cũng phải chọn kiểu hơi cổ điển một chút, đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok. Rồi, vậy là coi như xong hết tầng này rồi đúng không? Này là tầng lầu 1. Mình lên trên coi thử. Tiếp theo mình lên trên là sang tầng 2. Như mọi người sẽ thấy là tầng 2 là hiện giờ các anh em thợ hồ đang hoàn thiện giai đoạn ốp lát. Gạch ốp hiện giờ là gạch 8 tấc và 1 thước 6. Wow, gạch này hơi bị lớn ha. Gạch này màu đẹp chứ, vân vân gạch như đá vậy ha. Ở giữa này sẽ đặt một cái bàn đi nha. À, phòng này là phòng giải trí đúng không, khu vực giải trí. Phòng kia bên tay trái của mình á là sẽ có, như bạn thấy là ngay góc đó sẽ có một cái phòng gym. Ồ, phòng gym. Còn phòng phía bên tay phải chỗ anh Tú thợ hồ đang tóc lát là phòng đó sẽ là một cái phòng karaoke. Cho ví dụ như người thân gia đình mà có đi xa tới đây là có thể ngủ tạm ở đây. Và sau khi sinh hoạt cùng với nhau vui vẻ thì có thể có một phòng ghé lại nghỉ. À, là ngủ trên cái khu vực ăn chơi này luôn. Còn phòng cuối cùng bên kia là một cái phòng thờ. Giờ mình đang đi vào phòng thờ. Đây là phòng thờ. Rồi, phòng thờ cũng vừa phải thôi. Không gian phòng thờ thì sẽ được lót gỗ giống như các tầng ở dưới, các tầng nghỉ.
là cái tường này là có ốp gỗ hay gì không? Dạ tường mình xếp không ốp gỗ, nhưng mà riêng là sàn, cái sàn đó là ốp gỗ. À sàn ốp gỗ. Dạ. Em có coi cái không gian phòng thờ bên cái nhà của chị Hương Củ Chi không? Dạ có. Căn ra bên đó bên nội thất mình làm khá là đẹp. Ừ. Đây là phòng giặt. À giặt ủi hả? Giặt ủi thì chiều cao của phòng giặt ủi mình sẽ nâng nó lên cao nhất có thể để tạo thiên thoát. Trời luôn đúng không? Giếng trời của mình thì sẽ rất là rộng. Để vừa lấy nắng và vừa lấy gió. Trên này gió mát thoáng quá. Ok. Cái này là mình cam kết là khi nào giao nhà ta? Hiện giờ bên công ty của mình cam kết là giao nhà trước 20 tháng 12 âm lịch. Wow, cơ bộ cũng hơi căng đó đúng không? À đây tới đó còn tháng mấy nhưng mà anh em tất cả các đội này đang động hết công sức để làm giao kịp trước Tết. Chè bom nhắm chè bom. Okay. Rồi vậy là mình với bạn Lam vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng cái ngôi biệt thự tại thành phố Bến Tre và cho các bạn thấy được cái công tác hoàn thiện của các anh em ở đây. Thì sắp tới khi mà các anh em sửa nội thất Louis đem đồ gỗ xuống đây để lắp đặt thì mình sẽ quay trở lại và ghi hình tiếp, cập nhật thêm. Thì các bạn nhớ đón xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.